Này, bạn Hiền, nói thẳng luôn nha, mày không có cửa với con Thu đâu. Tao nói mày nghe, mày mà đụng tới em Thu của tao, đừng có trách tao. Bây giờ bà mà không đi hả, thì giết bà giọng luôn á. Con đang tức giận. Những mâu thuẫn tưởng chừng rất nhỏ. Mày! Đăng mặt! Đăng mặt! Mày không xứng đáng sống trên đời này đâu! Hôm nay mày không chết, tao chết, mà tao không chết thì mày chết. Chỉ vì một phút bốc đồng dẫn đến hậu quả đau lòng. Tôi nhớ mẹ lắm. Bây giờ mẹ ở nhà như thế nào rồi? Những giọt nước mắt muộn màng, cái nỗi đau để lại luôn dai dẳng và còn mãi. Dạ. Những vụ án, các bài học quý giá sẽ được tái hiện lại trong chương trình Một Phút Bốc Đồng. Mời quý khán giả cùng đón xem chương trình Một Phút Bốc Đồng sẽ được phát sóng vào lúc 20:50 chủ nhật hàng tuần trên kênh TTV11 của Đài Phát thanh Truyền hình Tây Ninh, phát lại lúc 9 giờ ngày thứ hai tuần sau. Kính mời quý vị cùng đón xem.